Xin kính chào tất cả quý vị, các anh chị và các bạn. Hôm nay là trận giao lưu giữa câu lạc bộ đồng đội và team Brother FC. Tôi tạm dịch là đội anh em. Hai đội thi đấu giao hữu tại sân khu 6, phường Thanh Sơn. Hôm nay các thành viên câu lạc bộ bóng chuyền khu 6 phường Thanh Sơn đã cho hai câu lạc bộ đồng đội và đội anh em mượn sân để tổ chức trận giao đấu, trận thi đấu giao hữu. Hiện tại hai đội đang dạo bóng. Chính thức ạ. Gọi là trận đấu đã bắt đầu. Pha chắn bóng tốt. Vừa rồi pha bóng chắn bóng rất tốt của lão tướng Hoàng Việt Dũng, số 6 bên câu bộ đồng đội. Điểm cho câu bộ đồng đội 1-0. Ra quân trong set thứ nhất này thì bên đồng đội ra quân trang phục là áo đỏ quần đen ở bên phía xa màn hình của các bạn. Còn các cầu thủ của đội anh em là bên phía gần màn hình của các bạn ra quân trong các màu áo hỗn hợp. Một pha đánh bóng không qua lưới của cầu thủ bên phía đội anh em, điểm cho câu bộ ông đội 2-0. Những phút đầu các cầu thủ bên phía đội anh em đang thi đấu khá chỉnh choạng. Vừa rồi là pha xử lý bóng không tốt của cầu thủ bên phía đồng đội, điểm cho đội anh em 1-2. Phản công Độc Đắc. Pha ghi điểm của cầu thủ Độc Đắc. Một pha đánh bóng tốt của Độc Đắc mang về điểm số cho câu lạc bộ đồng đội 3-1. Một pha phát bóng ra ngoài của cầu thủ trẻ Tiến Đạt, điểm cho đội anh em 2-3. Pha phòng thủ tốt. Tiến Đạt. Bóng trong sân. Điểm cho đồng đội 4-2. Phản công. Chưa được. Phản công đồng đội. Chưa được. Một pha bỏ nhỏ rất khó chịu mang về điểm số cho đội anh em 3-4. Bước một tốt của Độc Đắc. Phản công. Chưa được. Và phòng thủ tốt của Độc Đắc. Bóng vẫn còn. Và bảo bóng rất tốt của cầu thủ Độc Đắc mang về điểm số tiếp theo cho đồng đội 5-3. Rất tiếc và phát bóng ra ngoài của lão tướng Nguyễn Tuấn. Điểm cho đội anh em 4-5. Rất tiếc và đánh bóng ra ngoài của chủ công trẻ Tiến Đạt. Điểm cho đội anh em 5-5. Phản công. Rất tiếc một pha đánh bóng không qua lưới của chủ công trẻ Tiến Đạt. Điểm cho anh em 6-5. Một pha bỏ nhỏ khó chịu. Vừa rồi pha bỏ nhỏ khó chịu là của cầu thủ Độc Đắc đã mang về điểm số cho đội đồng đội 6-0. Cầu thủ Thanh Trung phát bóng. Bước một tốt rồi, phản công. Rất mạnh mẽ, rất tiếc bóng không có lưới. Điểm cho đồng đội 7-6. Tiến Đạt phát bóng. Cơ hội phản công, Phạm Long. Không được, một pha theo bóng chắn rất tốt của lão tướng Hoàng Dũng đã vô hiệu hóa được pha đập bóng vừa rồi của Phạm Long. Điểm cho đồng đội 8-6.
Chưa được. Và lập bóng tốt của cầu thủ trẻ bên phía đội anh em. Điểm cho anh em 7-8. Một tình huống xử bóng tốt, xử lý bóng tốt. Cầu thủ Quang Hà phát bóng. Phản công, Thành Trung. Rất tiếc. Một pha đập bóng không qua lưới của cầu thủ Thành Trung. Điểm cho anh em 8-8. Và một tốt Tiến Đạt. Rất tốt. Rồi Tiến Đạt đã giành được điểm số cho đội đồng đội. 9-8. Rất tiếc, một pha đánh bóng không qua lưới của cầu thủ số 9. Điểm cho đồng đội 18. Và là bên phía câu bộ đồng đội có sự thay đổi người. Lão tướng Nguyễn Văn Tuấn rời sân. Và vào sân là chủ công Idol Thông Thông. Rất tiếc, một pha đá bóng không qua lưới của cầu thủ trẻ Quang Hà. Bên phía đội anh em điểm cho đồng đội 11-8. Điểm cho đồng đội 12-8. Cầu thủ đó là phát bóng. Bóng vẫn còn. Tiến Đạt. Một pha đánh bóng tốt của Tiến Đạt mang về điểm số cho đồng đội 13-8. Khoảng cách được 5 điểm đã được tạo ra. Bước một tốt của Quang Hà. Phản công Phạm Long. Rất mạnh mẽ. Và là bóng tốt của Phạm Long đã giành được điểm số cho đội anh em 9-13. Một pha phối hợp tấn công rất tốt. Thành Trung. Bóng vẫn còn. Phòng thủ rất tốt. Một pha đập bóng rất khó chịu của Phạm Long đã mang về đội điểm số cho đội anh em 10-13. Pha phòng thủ không thành công của cầu thủ bên phía đồng đội. Bước một tốt của Độc Đắc. Phản công rất tốt. Vô hồi Idol Thông Thông, cầu thủ số 8 đã lên tiếng giành lại điểm số cho câu lạc bộ đồng đội 14-10. Một pha lập bóng không thể ngăn cản của Idol Thông Thông. Đúng một tốt rồi, phản công rất đẹp mắt. Rất tiếc trọng tài đã xác định là bóng ra ngoài. Điểm cho câu lạc bộ đồng đội 15-10. Một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của cầu thủ trẻ Tiến Đạt mang điểm số cho đồng đội 16-10. Ôi cho đồng đội. Không được, không được. Phản công Phạm Long. Rất tốt. Rồi chủ công Phạm Long đã pha được bóng tốt mang điểm số cho đội anh em 11-15. 11-16, xin lỗi. Bước một tốt, gọi phản công. Và theo bóng, chắn bóng rất tốt của lão tướng số 6 là Hoàng Việt Dũng. Mang điểm số cho đồng đội 17-11. Trọng tài đã xác định là cầu thủ trẻ Tiến Đạt đã chạm lưới trong tình huống nhảy lên chắn bóng vừa rồi. Điểm cho đội anh em 12-17. Một pha đá bóng rất tốt. Điểm cho câu lạc bộ đồng đội 18-12. Rất mạnh mẽ. Một pha đá bóng rất tốt, rất có lực của chủ công Phạm Long. Nhưng rất tiếc trọng tài đã xác định là bóng ra ngoài. Điểm cho đồng đội 19-12. Rồi phản công đúng rồi, Đông Đắc. Không được. Một pha đập bóng của Phạm Long có phần may mắn. Bóng nó bật mép lưới rơi vào biên sân của cầu thủ bên phía đồng đội. Điểm cho đội anh em
13-19. Thông Thông rất tiếc vừa rồi là idol Thông Thông đã đập bóng ra ngoài. Điểm cho đội anh em 14-19. Rồi phản công Tiến Đạt, rất tiếc tình huống đập bóng rất uy lực của Tiến Đạt, bóng đã chạm vào lưới ra ngoài. Điểm cho đội anh em 15-19, khoảng cách còn là 4 điểm thôi. Đội một tôi coi phản công Đức Hoàng, rất tiếc vừa rồi là tay Trần Hoài là lão tướng Hoàng Dũng đã chạm lưới. Điểm cho đội anh em 16-19. Trọng tài đã xác định là lỗi dính bóng. Điểm cho câu bộ đồng đội 20-16. Một pha bắt bóng lột không tốt. Tiến Đạt rất tốt. Vừa rồi chủ công Tiến Đạt đã pha đập bóng uy lực, giành lại điểm số cho câu bộ đồng đội 21-16. Idol Thông Hưng bắt bóng, bước một tốt, cơ hội phản công. Một pha bóng nhanh không thành công. Vừa rồi là bên các cầu thủ bên phía đội anh em đã chắn bóng tốt. Điểm cho đội anh em 17-21. Quang Hà phát bóng, phản công. Rất tiếc pha xử lý bóng không qua lưới của Tiến Đạt. Điểm cho đội anh em 18-21. Tiến Đạt rất mạnh, nếu không đưa được tay chắn của cầu thủ bên phía đội anh em. Điểm cho đội anh em 19-21. Thông Thông, rồi chủ công Thông Thông đã giành điểm số cho câu bộ đội 22-19. Phạm Long rất mạnh, rất tiếc là trọng tài xác định là bóng chưa qua lưới. Điểm cho câu bộ đồng đội 23-19. Trọng tài đang nhắc nhở các cầu thủ dự bị bên ngoài là hãy lên phía sân trên để khởi động. Đức Hoàng không được, gọi phản công. Trọng tài xác định là bóng trong sân, pha đập bóng tốt của cầu thủ số 9 Vũ Đạt đã mang về điểm số cho đội anh em 20-23. Gọi phản công chưa thành công. Một pha cứu bóng rất cố gắng của cầu thủ Đông Đắc. Thông Thông, Phạm Long rất tốt. Vừa rồi chủ công Phạm Long đã giành điểm số cho các cầu thủ bên phía đội anh em 21-23. Khoảng cách chỉ còn 2 điểm thôi. Bước một tốt của Tiến Đạt, phản công Tiến Đạt rất tốt. Vừa rồi pha đập bóng tốt của Tiến Đạt đã giành điểm số cho câu bộ đồng đội 24-21. Gọi là set point cho câu bộ đồng đội, 3 điểm set point. Cơ hội phản công rất mạnh, rất đẹp mắt. Một pha đập bóng uy lực như lá đầy bác vào sân của cầu thủ bên phía đội anh em. Điểm cho đội anh em 22-24. Cơ hội phản công, pha đập bóng rất tốt của Tiến Đạt, gọi là điểm số quyết định trong set thứ nhất này là 25-22, nghiêng về các cầu thủ bên phía đồng đội. Vậy là sau set thứ nhất là các cầu thủ đồng đội đang tạm dẫn các cầu thủ bên phía đội anh em với tỷ số là 1-0. Chuẩn bị bước sang hiệp 2, hai đội sẽ tiến hành đổi sân. Sau đây là set thứ 2 giữa trận đấu giao lưu giữa câu lạc bộ đồng đội và có gì
Chả léo gì. Anh em. Tiếng Anh thì khó. Câu lạc bộ anh em phát bóng trước. Hay quá. Tốt. Tốt. Một pha xử bóng rất tốt của câu lạc bộ anh em. Điểm số đầu tiên cho câu lạc bộ anh em. 1-0. Hoàng Long phát trước. Phạm Long. Đội bóng rất tiếc, bóng chưa qua lưới. Điểm cho câu lạc bộ anh em 2-0. Văn Hưng phát bóng. Xuân Đắc. Tốt. Bóng chưa qua lưới. Điểm số đầu tiên cho câu lạc bộ đồng đội. 1-2. Ôi giời, em cầm cái này luôn là được ấy. Cặp nó vào áo thôi. Không sao. Một pha đỡ bóng không thành điểm số cho câu lạc bộ anh em. 3-1. Chắn bóng không qua lưới, điểm số cho câu lạc bộ anh em 4-1. Xuân Trường câu lạc bộ anh em phát bóng. Một, rất tiếc một pha xử lý bóng không tốt, điểm số cho câu lạc bộ anh em 6-1. À 5-1, xin lỗi 5-1. Thông thông. Tốt. Một. Tốt. Yeah, vẫn còn. Một pha đá bóng rất tốt. Một pha chắn bóng rất tốt của Văn Thái. Điểm số câu lạc bộ anh em 6-1. Xuân Đắc. Văn Đạt đâu? Hay quá rồi. Một pha bỏ bóng xuất sắc của Tiến Đạt. Một số cho câu lạc bộ đồng đội 2-6. Chết rồi. Bóng trong sân. Một pha bỏ bóng rất tốt, bóng trong sân, điểm số cho câu lạc bộ anh em 7-2. Văn Đạt. Tốt, chạm bóng. Chạm tay rồi. Chạm tay. Chạm vào tay chắn. Chạm tay chắn bụp rồi. Điểm số cho câu lạc bộ đồng đội 3-7. Một pha chắn bóng ra ngoài, điểm số cho câu lạc bộ đồng đội 9-3. Một pha đá bóng rất tốt, điểm số cho câu lạc bộ anh em 9-3. Tốt. Hay quá, một pha đá bóng rất tốt của Xuân Đắc, điểm số cho câu lạc bộ đồng đội 4-9. Tập trung vào. Một pha chắn bóng không thành công, điểm số cho câu lạc bộ anh em 14. Một pha bắt bóng bột không tốt, điểm số cho câu lạc bộ FC anh em 11-4. Không, tốt, lọt bóng. Chắn bóng để lọt, điểm số cho câu lạc bộ đồng đội. Lọt bóng. 5-11. Tốt.
Yep. Tốt. Chắn bóng tốt của lão tướng Hoàng Việt Dũng. Điểm số cho câu lạc bộ Đồng Đội 6-11. Tỷ số lúc này đang lên. Bóng ra ngoài. Xem mấy giờ. 5 phút. Một pha đập bóng ra ngoài rất tiếc. Điểm số cho đội câu lạc bộ anh em 12-6. Thông thông. Chắn bóng tốt. Một pha chắn bóng rất tốt. Điểm số cho câu lạc bộ anh em 13-6. Tiến đạt. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Một pha đập bóng chưa qua lưới. Điểm cho FC anh em 14-6. Rất tiếc một pha bóng chưa qua lưới của Tiến Đạt. Xuân Trường, câu lạc bộ anh em phát bóng. Oh. Một pha xử lý bóng rất tốt của lão tướng Hoàng Việt Dũng. Lấy về điểm số cho câu lạc bộ Đồng Đội 74. Không sao. Chú ý vào. Tốt. Thế nào đâu? Không sao. Rất tốt, một pha xử lý bóng rất tốt của Đông Đắc bên câu lạc bộ Đồng Đội 84. Điểm số đang dần được thu nhập. Rất tốt, nhưng rất tiếc bóng đã ra ngoài mất rồi. Điểm số cho câu lạc bộ FC anh em 12-8. 15-8, xin lỗi. Tiến đạt. Rất tuyệt, rất đẹp. Một pha chắn bóng không thành công, điểm số cho câu lạc bộ Đồng Đội 9-15. Vâng. Tiến đạt bên câu lạc bộ Đồng Đội phát bóng. Cái hàng nhà mình ấy, còn có cái con bé cái kia là ở trong gầm kia nhá. Trong gầm này. Có lẽ là tí là không xong. Hay quá, một pha phòng thủ rất tốt. Một pha chắn bóng rất tốt của lão tướng Hoàng Dũng, điểm số câu lạc bộ 10-15. Một pha chắn bóng rất tốt. Câu lạc bộ Đồng Đội. Con đứng trong này. Con đứng trong à? Trong này đi. Một pha xử lý bóng không qua lưới, điểm cho FC 16-10. Mẹ ơi, con ngồi vào trong đấy đi, con đứng ra đấy, vào mặt đấy. Vào mặt ở đâu á? Con chú đánh mạnh. Một pha đập bóng rất tốt, điểm số cho FC 17-10. Pha đá bóng rất tốt của Văn Long, điểm số cho câu lạc bộ anh em 18-10. Tập trung vào. Xuân Thái phát bóng. Một pha chắn bóng rất tốt, điểm số cho câu lạc bộ anh em 19-10. Rất tốt. Một pha chắn bóng tốt, điểm số cho FC anh em 20-10.
đùa cái đây. Mấy giờ? 18 giờ 11 ạ, 6 giờ 11 phút. Hay quá. Một pha xử lý bóng lý à, một pha xử lý bóng không tốt của Độc Đắc bên câu lạc bộ Đồng Đội, điểm số cho câu lạc bộ anh em 21-10. Tốt, bóng trong sân, bóng trong sân, điểm số cho câu lạc bộ Đồng Đội trong sân nhiều luôn, 11-21. Tài thêu bắt rồi. Tốt. Lại đây. Một pha xử bóng lỗi, xử lý bóng lỗi của câu lạc bộ Đồng Đội, điểm số cho FC anh em 22-11. Một pha xử lý bóng không qua lưới, quên mất điểm số cho FC anh em 23-11. Bắt 1-1 không tốt. Một pha xử lý bóng không tốt của câu lạc bộ Đồng Đội, điểm số cho FC anh em 24-11. Pha đá bóng rất tốt, lấy về điểm số 25-11 cho câu lạc bộ anh em. Điểm số này là 1 đều. Điểm số giữa hai hiệp đấu là 1 đều. Ok. Set thứ 3 bắt đầu. 0-0. Điểm cho Đồng Đội 1-0. Dạ. Điểm cho FC 1 đều. Bóng ra ngoài, điểm cho FC 2-1. Đánh bóng ra ngoài, điểm cho FC 3-1. Đánh bóng chưa qua, điểm cho Đồng Đội 2-3. Bóng tốt, điểm cho FC 4-2. Bóng tốt, điểm cho Đồng Đội 3-4. Bóng tốt, điểm cho FC 5-3. Chưa.
Bóng tốt, điểm cho FC 6-3. Phát bóng chưa qua, điểm cho đồng đội 4-6. Điểm cho FC 7-4. Bóng chạm tay ra ngoài, điểm cho đồng đội 5-7. Đánh bóng tốt, điểm cho đồng đội 6-7. Đánh bóng hỏng, điểm cho FC 8-6. Đánh bóng chưa qua, điểm cho FC 9-6. Bóng ra ngoài, điểm cho đồng đội 7-9. Điểm cho FC 17. Điểm cho FC 11-7. Đánh bóng tốt, điểm cho đồng đội 8-11. Xin lỗi đi, giơ tay xin lỗi lại bạn đi. Bóng tốt, điểm cho FC 12-8. 12-8. Bóng ra ngoài, điểm cho FC 13-8. Điểm cho FC 14-8. Chắn bóng ra ngoài, điểm cho FC 15-8. Điểm cho đồng đội 9-5. Thank you.
Điểm cho FC 16-9, 16-9 rồi cô ơi. Bóng tốt, điểm cho đồng đội 10-16. Chắn bóng hỏng, điểm cho đồng đội 11-16. Ừ. Điểm cho đồng đội 12-16. Bóng ra ngoài. Điểm cho đồng đội 13-16. Phát bóng ra ngoài, điểm cho FC 17-13. Bóng tốt, điểm cho đồng đội 14-17. Đập bóng chưa qua, điểm cho đồng đội 15-17. Đỡ bóng hỏng, điểm cho FC 18-15. Đánh bóng chưa qua, điểm cho đồng đội 16-18. Đập bóng tốt, điểm cho FC 19-16. Bóng tốt, điểm cho FC 20-16. Bóng ra ngoài, điểm cho đồng đội 17-20. Điểm cho đồng đội 18-20. Điểm cho đồng đội 19-20. Bóng chưa qua, điểm cho đồng đội 20 đều.
Bóng ra ngoài, điểm cho FC 21-20. Hay quá. Điểm cho đồng đội 21-21 đều. Hiệp Lê đánh quả xuất sắc quá. Điểm cho FC 22-21. Ui giời, bước 1. Điểm cho FC 23-21. Không coi trọng tài ra gì. Rút dép nha. Quả sao rút dép. Vớ vẩn. Vớ vẩn quá, vớ vẩn. Không coi trọng tài ra cái gì cả. Bóng tốt. Điểm cho đồng đội 21-23. Xin lỗi. Đánh bóng tốt, điểm cho FC 24-22. Hay quá, điểm cho đồng đội 23-24. Bóng chưa qua, điểm cho đồng đội 24 đều. Coi rồi, ok. Trọng tài rút dép đấy. Điểm cho FC 25-24. Bóng ra ngoài, điểm cho đồng đội 25 đều. Bóng tốt, điểm cho đồng đội 26-25. Đúng là set thứ 3 này lần đầu tiên câu lạc bộ đồng đội dẫn điểm. Bóng đâu rồi? Cố gắng chắn quả này là về nào. Là 26, là 27-25. Điểm cho FC 26 đều. Hey,
điểm cho đồng đội 27-26. Xe này căng thẳng quá. Chắn bóng ra ngoài, điểm cho FC 27 đều. Bóng tốt, điểm cho đồng đội 28-27. Phát bóng hỏng, điểm cho FC 28 đều. Đỡ bóng hỏng, điểm cho FC 29-28. Xếp thứ tư bắt đầu. 0-0. Bóng ra ngoài, điểm cho đồng đội 1-0. Điểm cho SC 1 đều. Bóng tốt, điểm cho SC 2-1. Chắn bóng tốt, điểm cho SC 3-1. Bóng tốt, điểm cho đồng đội 2-3. Giãn vạch. Điểm cho FC 4-2. Rồi, Đạt đánh mở cái vai ra con ơi. Đánh bóng hỏng, điểm cho FC 5-2. Phát bóng ra ngoài, điểm cho đồng đội 3-5. Chắn bóng tốt, điểm cho FC 6-3. Đánh mở cái vai ra, cắt bóng cao lên. Bóng ra ngoài, điểm cho đồng đội 4-6.
trong hay ngoài? Ngoài. Thôi đánh đi, đánh đi, đánh đi. 4-6. Rồi, 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 rồi. Bóng tốt. Điểm cho FC 7-4. Bóng chưa qua. Điểm cho đồng đội 5-7. À. Bóng ra ngoài. Điểm cho FC 8-5. Chắn bóng tốt, điểm cho đồng đội 6-8. Chắn bóng tốt, điểm cho FC 9-6. Bóng ra ngoài, điểm cho đồng đội 7-9. Bóng ra ngoài, điểm cho FC 10-7. Bóng tốt, điểm cho FC 11-7. Bóng tốt, điểm cho đồng đội 8-10. Bóng tốt. Điểm cho FC 11-8. Điểm cho đồng đội 9-11. Công nhận này đánh hiệu quả. Bóng ra ngoài, điểm cho đồng đội 10-12. Chịu khó thủ lên vài quả đi xem nào. Mười ba mười. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
14 rồi. Mười năm mười. Phá bóng chưa qua, điểm cho đồng đội 11-15. Lên đây, lên đây, lên đây. Bóng ra ngoài, điểm cho đồng đội 12-15. Chắn bóng tốt, điểm cho đồng đội 13-15. Chắn bóng ra ngoài, điểm cho đồng đội 14-15. Phát bóng ra ngoài, điểm cho FC 16-14. Điểm cho đồng đội 15-16. Điểm cho FC 17-15. Điểm cho FC 18-15. Rồi. 19-15. Con số 15 này đỗ hơi nâu nha. Bóng chạm tay. Thành công. 23-15. Chị ơi. 15. 16-23. Hai bốn mười sáu.
phát bóng ra ngoài điểm cho đồng đội 17-24. Set thứ 5 bắt đầu 0-0. Bóng ra ngoài điểm cho đồng đội 1-0. Điểm cho đồng đội 2-1. Điểm cho đồng đội 3-0. Bóng tốt. Điểm cho SC 1-3. Điểm cho SC 2-3. Phát bóng hỏng điểm cho đồng đội 4-2. Điểm cho SC 3-4. Tháo cái tay ra. Tháo cái tay ra. Điểm cho SC 4 đều. Điểm cho đồng đội 5-4. Bóng ra ngoài. Điểm cho đồng đội 6-4. Điểm cho FC 5-6. Bóng chưa qua, điểm cho FC 6 đều. Điểm cho FC 7-6. Tưởng hết. Bóng bao nhiêu năm giờ tưởng. Anh sẽ có điểm không quá.
Điểm cho đồng đội 7 đều. Điểm cho FC 8-7, hai đội đổi sân. Chơi đúng luật 5 set ai chơi thế? Tay chắn ra ngoài, điểm cho đồng đội 8 đều. Sẽ là set thứ 5 rồi. Điểm cho FC 98. Điểm cho đồng đội 9 đều. Điểm cho đồng đội 19. Điểm cho FC 10 đều. Điểm cho FC 11-10. Điểm cho FC 12-10. Bóng chưa qua, điểm cho đồng đội 11-12. Điểm cho FC 13-11 đổi sân. Bóng ra ngoài, điểm cho đồng đội 12-13. Bóng ra ngoài, điểm cho đồng đội 13 đều. Cho đồng đội 14-13. Điểm cho FC 14 đều.
Điểm cho FC 15-14. Điểm cho FC 16-14. Điểm cho đồng đội 15-16. Điểm cho FC 17-15. Điểm cho đồng đội 16-17. Điểm cho FC 18-16. Bóng tốt, điểm cho đồng đội 17-18. Đập bóng tốt, điểm cho FC 19-17. Bóng tốt, điểm cho đồng đội 18-19. Chắn bóng hỏng, điểm cho FC 20-18. Bóng tốt, điểm cho đồng đội 19-20. Điểm cho đồng đội 21-19. Đánh bóng chưa qua, điểm cho đồng đội 20-21. Điểm cho FC 22-20. Bóng ra ngoài, điểm cho FC 23-20. Bóng
Bóng ra ngoài, điểm cho đồng đội 21-23. Bóng tốt, điểm cho đồng đội 22-23. Điểm cho đồng đội 24-22. Trị lưới. Set thứ 6, 0-0. Điểm 1-0. Một không. Nật số ấy. Điểm 2-0. Bóng ra ngoài. Bóng ra ngoài, điểm cho đồng đội 1-2. Bóng chưa qua, điểm cho đồng đội 2-2. Bóng trong sân, điểm cho FC 3-2. Mỗi tội toàn tụt rồi mới đập. Ui giời. Bóng ra ngoài, điểm cho FC 4-2. Con mở vai ra, nâng cao vai lên. Biết đánh được những quả như thế, con đánh quả đấy không được đâu. Điểm cho FC 5-2. Bóng ra ngoài, điểm cho đồng đội 3-5. Bóng tốt, điểm cho FC 6-3. Cái nhảy nổ ghê nhỉ. Giờ mới đánh à? Mỗi tội là hơi tụt. Toàn tụt rồi mới đập.
Bóng ra ngoài, điểm cho đồng đội 4-6. Điểm cho FC 7-4. Điểm cho FC 7-4. Chắn tốt, điểm cho FC 8-4. Điểm cho FC 9-4. Điểm cho FC 10-4. Bóng ra ngoài, điểm cho đồng đội 5-10. Điểm cho SC 11-5. 11-5. Điểm cho SC 12-5. Bóng tốt, điểm cho đồng đội 6-12. Điểm cho SC 13-6. Bóng tốt, điểm cho SC 14-6. Bóng ra ngoài, điểm cho đồng đội 74. Điểm cho FC 15-7. Bật tốt phết. Tám mười năm. Điểm cho SC 16-8.
17-8. Phát bóng hỏng, điểm cho đồng đội 9-17. Điểm cho đồng đội 10-17. Chắn bóng tốt, điểm cho đồng đội 11-7. Bóng ra ngoài, điểm cho đồng đội 11-17. Bóng tốt, điểm cho đồng đội 13-17. Bóng tốt, điểm cho FC 18-13. Điểm cho FC 19-13. Đỡ bóng hỏng, điểm cho FC 20-13. Chạm tay ra ngoài, điểm cho FC 14-20. Điểm cho đồng đội, xin lỗi. Đánh bóng chưa qua, điểm cho đồng đội 15-20. Bóng tốt, điểm cho FC 21-15. Bóng tốt, điểm cho FC 22-15. Bóng ra ngoài, điểm cho đồng đội 16-23. Bóng ra ngoài, điểm cho đồng đội 17-24. Đang